Thưa quý vị, trải qua 2 năm chống chọi với Covid-19 thì khá là nhiều người lâm vào trạng thái stress, và thậm chí sau khi cuộc sống bình thường mới quay trở lại thì stress vẫn cứ đeo bám họ. Vậy thì stress trong mùa dịch sẽ như thế nào? Thưa quý vị, về phương diện sức khỏe thì đại dịch không chỉ gây ra những hệ lụy mà chúng ta nhìn thấy rõ với trên 3,5 triệu người tử vong, mà hậu quả còn tác động rất lớn đến về sức khỏe tâm thần. Ai cũng biết là dịch Covid-19 là nhiều dư chấn lên mọi mặt đời sống của chúng ta, và một dư chấn đã âm ỉ len lỏi trong mỗi căn nhà, mỗi khu phố, mỗi khu dân cư, đó là bệnh tâm thần, rồi đến là từ nhẹ cho đến rối loạn lo âu, trầm cảm, stress, đến những bệnh lý nặng hơn có thể như là hoang tưởng, rối loạn tâm thần, thậm chí có thể là dẫn đến tự sát. Những ghi nhận của phóng sự sau đây sẽ giúp cho quý vị hình dung được phần nào câu chuyện này. Chưa khi nào khoảng sân của bệnh viện tâm thần Mai Hương ở phố Hồng Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội lại kín chỗ như thế này. Thậm chí xe máy của bệnh nhân phải để cả ra ngoài đường vẫn không đủ chỗ. Sau giãn cách, bệnh nhân đến tư vấn và trị liệu tâm lý đông khiến các bác sĩ phải làm việc xuyên trưa. Và đây là một trường hợp phải chờ đến trưa mới được làm các trắc nghiệm về tâm lý. Bác có còn quan tâm đến mọi người như trước kia đó không? Không ạ. Quan tâm đến mọi người xung quanh mình rồi không? Không ạ. Không. Ừ. Đây, xong rồi đây. Rất kim loại. Sau khi mà cái thực hiện giãn cách xã hội xong, thì cái tỷ lệ mà người đến khám ở phòng khám chúng tôi thì tăng lên rất là nhiều. Đấy, nhất là bệnh nhân đến than phiền vì đợt này tôi mất ngủ, tôi cảm thấy tôi lo lắng. Thỉnh thoảng tôi lại có những cái đợt mà nó có những cái triệu chứng như là bồn chồn, đứng ngồi không yên, hoặc là vã mồ hôi. Thì cái tỷ lệ mà bệnh nhân rơi vào cái tình trạng lo âu và trầm cảm ở mức độ nhẹ vừa thì tăng lên rất là nhiều so với trước khi mà mình thực hiện giãn cách xã hội. Người phụ nữ này 66 tuổi, quận Tây Hồ, là công nhân về hưu. Là phụ nữ, bà cũng hay có những lo âu phiền muộn. Những ngày gần đây, nhất là 2 tháng Hà Nội giãn cách xã hội, các cháu không được đến trường, con trai bà làm nghề sửa chữa điện dân dụng lại không có việc làm, không có thu nhập. Bà chìm đắm trong những lo âu bâng quơ khiến mất ngủ kéo dài. Bà dùng thuốc ngủ cũng không đỡ, người lúc nào cũng bần thần và luôn phải có người bên cạnh. Nói chung là sợ nhỡ là dịch nó lại đến với gia đình nhà mình thì sao. 2 tháng nay thì nó tái phát là nó cứ mất ngủ, thức trắng đêm. Cô cứ phải uống thuốc ngủ và mới ngủ được. Con trai tôi thì nó ở với cả hai vợ chồng nhà tôi thì nó làm nghề điện tử. Thì điện tử thì cũng không làm được. Theo các bác sĩ, dịch Covid-19 đã tác động không nhỏ đến sức khỏe tinh thần của người dân. Không chỉ các F0 gặp những sang chấn tâm lý mạnh sau khi khỏi bệnh, mà những người không nhiễm bệnh, đặc biệt là những người phải đi cách ly, người trong khu vực phong tỏa cũng gặp những sang chấn tâm lý. Cùng với đó, những nhóm dân cư khác nhau như người làm kinh doanh, người cao tuổi, kể cả những người trẻ như học sinh, sinh viên cũng gặp những rối loạn tinh thần như rối loạn lo âu, stress. Người ta coi đại dịch này như là một cái sang chấn ấy, mà cái sang chấn đó thì vừa tổn thương cơ thể và tổn thương cả tinh thần rất là lớn, cho nên là nhiều cái nguy cơ nó sẽ dẫn đến các cái bệnh lý tâm thần mà tổ chức y tế cảnh báo rằng là cái giới y tế và đặc biệt là cái ngành tâm thần thì cũng phải chú ý về mặt sức khỏe tâm thần của người dân. Để giữ được thái độ lạc quan thì chúng ta nên theo một số nguyên tắc: độ lượng với người khác, yêu công việc mình làm, yêu khía cạnh tốt của người khác, làm những việc tốt để giúp đỡ mọi người. Thưa quý vị, là không biết sau 2 năm vừa rồi chúng ta đã gồng mình chống dịch Covid-19. Khi mà mình điểm lại bản thân của mình, có bao giờ mà quý vị đặt ra câu hỏi là chúng ta cũng đang bị rối loạn lo âu hay không? Thảo nhớ là có một thời điểm khi mà Thảo từ Đà Nẵng ra Hà Nội và phải thực hiện việc là cách ly ở nhà 21 ngày, theo dõi sức khỏe ở nhà 21 ngày. Thực sự đó là 21 ngày mà mình rơi vào trong trạng thái lo âu rất là nhiều. Bởi vì rằng là mình từ Đà Nẵng thì đúng là mình không có đi qua vùng dịch, mình cũng không có tham gia những cái hoạt động gì mà trong vùng dịch hay vùng nguy hiểm cả. Nhưng mà khi ra
ra tới Hà Nội, mọi người hỏi thăm quá là nhiều và thậm chí mọi người còn động viên mình là nên đi xét nghiệm đi, rồi là nên đi kiểm tra cái này cái kia đi, thì mình bắt đầu bị lo. Đến khi lo thì nó sinh ra việc là mình sẽ hơi bị nóng hâm hấp trong người, thì Thảo bắt đầu là cứ đo nhiệt độ liên tục. À, chị Vân Anh hình dung là cứ cả 15-20 phút là phải đo lại, cứ phải lo lắng về cái việc đó, đo nhiệt độ liên tục, ăn uống cái gì của mình cũng phải làm lại một cái động tác là mình ngửi thế, là mình xem thế là mình có còn bị ngửi được mùi hay không, rất nhiều những cái đó. Và khi mà Thảo đọc một bài báo thì được biết đó chính là một cái trạng thái của rối loạn lo âu trong thời điểm mà chúng ta phòng chống dịch như vậy. Thì đó là mình không ở trong vùng dịch thì mình đã lo như thế, huống hồ gì là những người đang ở trong vùng dịch và thậm chí là họ tham gia về công tác phòng chống dịch như là lực lượng tuyến đầu, thì đảm bảo là và vấn đề sức khỏe tinh thần của họ phải rất là vững, phải rất là chắc thì họ mới vượt qua được sau 2 năm dài đằng đẵng như thế, phải không ạ? Chính xác là như vậy. Và chúng ta thấy rằng là đặc biệt là khi mà dịch Covid bùng lần thứ tư tại Việt Nam á, thì lúc đó chúng ta thấy rằng là số ca mắc mới lẫn số ca tử vong thì đều vượt hơn rất nhiều so với cả 3 đợt dịch trước cộng lại. Và chúng ta đã có một khoảng thời gian giãn cách xã hội ở mức độ cao nhất kéo dài hàng tháng trời. Ví dụ như là ở Hà Nội là khoảng 2 tháng, và thành phố Hồ Chí Minh thì còn hơn thế. Và trong cái quãng thời gian đó thì chúng ta thấy rằng là với những người xung quanh mình thôi, Vân Anh nhận thấy rằng là ai cũng có những vấn đề về tâm lý. Đấy là mình một điều phải thừa nhận. Kể cả những người tích cực nhất thì cũng có những lúc mà chúng ta bị lo lắng. Chúng ta lo lắng rằng là không biết rằng là bây giờ thì những người thân của mình như thế nào. Chúng ta lo lắng cho sức khỏe bản thân. Ví dụ nhá, đôi khi trái gió trở trời, mình chỉ có cảm thấy là mình hắt hơi thôi là mình đã bắt đầu lo rồi, chứ chưa nói tới việc là ai lại thấy mình hơi xịt mũi một tí này hay hơi đau đầu. Và đặc biệt là ai thấy mình hơi có sốt nhẹ một chút thì chắc chắn là cảm thấy lo lắng vô cùng. Và khi mà mình lo thì không chỉ lo cho bản thân mà lại còn lo cho những người xung quanh nữa. Bởi vì chúng ta biết rằng là bệnh này lây rất là nhanh, virus này lây rất là nhanh trong không gian. Và một cái điều nữa đó là kể cả khi mà mọi người không có bất cứ cái triệu chứng gì của cảm cúm hay là những cái dấu hiệu có thể nghi rằng là mình mắc Covid-19 thì chúng ta cũng gặp vấn đề tâm lý khi một quãng thời gian quá dài không ra ngoài. Khi không ra ngoài chúng ta không tiếp xúc. Và nhiều người nói rằng là cứ cả ngày cứ đi ra rồi lại đi vào, cứ thẫn thờ, không biết phải làm gì cả. Có những người thì trở nên hụt hẫng khi mà bỗng nhiên công việc đang ổn định thì chúng ta bị mất thu nhập, chúng ta mất việc làm. Và chúng ta còn chưa kể tới là có những người nghe tin người thân của mình ở xa có thể là mắc Covid-19, thậm chí rằng là tử vong vì Covid-19. Rồi có những gia đình thì chúng ta biết rằng là đau thương rất là lớn khi mà rất nhiều người trong gia đình lại cùng mắc Covid-19. Thì chúng ta thấy rằng là có quá nhiều những câu chuyện xung quanh và có quá nhiều vấn đề từ chính bản thân mỗi người khi mà chúng ta bất ngờ chịu một cú sốc từ Covid-19 bùng rất là lớn trong đợt dịch vừa qua. Thì khi mà chúng ta chưa có sự chuẩn bị gì cả thì vấn đề gặp tâm lý chỉ là ít hay nhiều mà thôi, đúng không? Phương Thảo đồng ý với việc đó. Ví dụ như là chẳng hạn cái câu chuyện mà khi nãy chị Vân Anh có đề cập, đó chính là vấn đề về tiền và thu nhập. Khi mà ví dụ như là cá nhân gia đình của Thảo thôi, thì Thảo và bố vẫn đi làm. Cái là trong thời điểm giãn cách xã hội thì mình vẫn làm. Tất nhiên là cái việc bị ảnh hưởng về tiền thì tất cả mọi người đều bị ảnh hưởng, tất cả mọi người đều bị cắt giảm. Nhưng mà ví dụ như là đến từ phía gia đình của mình là như mẹ của mình hoặc là em gái, thì mẹ của Phương Thảo là liên tục có nỗi lo là mình trở thành gánh nặng của con. Ví dụ như là muốn ăn cái gì, muốn sắm cái gì thì cũng liên tục trong cái trạng thái lo lắng. Thì mẹ của Phương Thảo luôn nói rằng là hết dịch thì má sẽ đi làm trở lại. Mình không có ép nhưng mà chính tâm lý của họ bị ảnh hưởng. Hay là em gái của Phương Thảo cũng nói là ngoài tập thể dục ra rồi tập yoga, học tất cả các loại, thế nhưng mà không được gặp bạn bè, không được đến trường, khiến cho nỗi lo cũng rất nhiều. Và đặc biệt là em gái của Phương Thảo thì sắp ra trường nữa, và khi mà đối diện với một bối cảnh dịch Covid-19 nó ảnh hưởng rất nhiều như thế, thì đôi khi bé cũng đặt ra những câu hỏi là lỡ ra trường mà không kiếm được việc thì sao. Có những câu hỏi mà khi mình được người thân, người nhà hay là những người quen của mình đặt ra, mình không tìm ra được đáp án, và nó gây ngược lại cho mình là mình bị bối rối trong cái suy nghĩ của mình. Và có những đêm mà Thảo nằm ở Hà Nội mà nghe mẹ nói những câu như là lỡ mà em ra trường em không kiếm được việc rồi như thế nào, hay là mẹ càng lúc càng già mà dịch nó cứ kéo dài như thế này, tự dưng làm cho mình bị lo và nhiều hơn những cái nỗi lo đó. Nên là quý vị có thể thấy là thu nhập không chỉ đến từ những người kiếm ra tiền, mà những người không kiếm ra tiền thì cũng tổng lại cũng khiến cho gia đình cũng sẽ bị một số những cái sự xào xáo ở trong đó. Hay là cả hai vợ chồng đều không kiếm ra tiền mà ngay thời điểm mà có con dại chẳng hạn, thì Thảo nghĩ đó sẽ là một cái áp lực rất là lớn. Chính những áp lực đó thì khiến chúng ta liên tục căng thẳng, và căng thẳng kéo dài thì rất là nhiều người sẽ rơi vào tình trạng là có thể trầm cảm nhẹ, hoặc là có những người bị trầm cảm nặng, hoặc là liên tục chúng ta cáu gắt với nhau. Và có rất là nhiều những câu chuyện mà chúng tôi tin rằng ngay trong đời sống của chính mình hay là những người thân xung quanh thì quý vị cũng đã nhìn thấy. Và ngay cả những người mà sau khi đã khỏi Covid-19 thì nhiều người nghĩ rằng là khi mà khỏi Covid-19 rồi
rồi thì như vậy là họ rất là yên tâm bởi vì là đã có miễn dịch rồi. Tuy nhiên thì chúng ta phải biết rằng là đôi khi họ còn có những triệu chứng hậu Covid-19 và một trong số đó cũng chính là chứng rối loạn lo âu hay là những vấn đề liên quan tới tâm lý. Và theo một nghiên cứu là trên hơn 230.000 người cùng mắc Covid-19 mới đây ở Mỹ thì nhận thấy là 1/3 số người sau khi bình phục đã mắc chứng rối loạn lo âu trong vòng 6 tháng. Nhóm nghiên cứu vẫn chưa rõ mối liên hệ giữa virus SARS-CoV-2 với các triệu chứng tâm thần như là lo âu và trầm cảm, nhưng đây là những triệu chứng phổ biến nhất trong 14 chứng rối loạn nhóm nghiên cứu gặp phải trong quá trình phân tích dữ liệu. Theo nghiên cứu thì các trường hợp đột quỵ, sa sút trí tuệ và các rối loạn thần kinh khác hậu COVID-19 hiếm gặp hơn nhưng vẫn đáng lưu tâm, đặc biệt là ở những người từng có triệu chứng nặng. Và trong những rối loạn tâm lý thường gặp thì trầm cảm là một trong những tình trạng gặp phải nhiều nhất. Cụ thể là người bệnh có tâm trạng buồn bã, không có động lực, giảm hứng thú trong công việc, kể cả là những hoạt động nằm trong công việc của mình trước đây. Các triệu chứng trầm cảm như là bi quan về đại dịch COVID-19 nói chung, về số phận của mình nói riêng, có thể kể tới như quý vị xem thử là chúng ta có đang mắc hay không. Chẳng hạn như là cảm giác buồn bã hay là bất hạnh, lúc nào cũng cảm thấy liên tục như vậy. Bên cạnh đó là khó chịu hay là thất vọng, ngay cả đối với những việc rất nhỏ, mất quan tâm hay là niềm vui trong cuộc sống bình thường, giảm ham muốn tình dục, mất ngủ, dễ kích động hoặc là bồn chồn, suy nghĩ hoạt động chậm chạp hơn trước đây, mệt mỏi và mất năng lượng. Khi có dấu hiệu trầm cảm thì chúng ta không nên chịu đựng mà phải nên tham khảo ý kiến bác sĩ để được tư vấn và điều trị. Thì Thảo có một số người bạn khi mà ở trong thành phố Hồ Chí Minh đó chị Vân Anh, khi mà cả 4 tháng không kiếm ra tiền thì bạn ấy là nam thì bình thường là mình hay thấy là story là chị em phụ nữ hay đăng hơn đúng không ạ? Nhưng mà thi thoảng bạn ấy vẫn đăng những cái story mà kiểu là để một cái hình màu đen thôi và có những cái trạng thái, những cái bài hát rất là buồn. Thì khi mình hỏi thì bạn ấy bắt đầu chia sẻ và mới thấy rằng là không chỉ là cái câu chuyện về thu nhập mà câu chuyện về họ lo cho tương lai của họ nữa. Và bạn ấy cứ nói là 2-3 năm nó delay như thế này, thì việc là mình cố gắng trong công việc như thế nào, nhiều công ty là bị phá sản thì họ bắt đầu lo về những cái nỗi lo đó. Thì khi mà mình hỏi ra mình mới biết rằng là thì ra là sau đại dịch có rất nhiều người họ trầm cảm từ chính những vấn đề rất là nhỏ trong cuộc sống. Hay là có những người họ có thói quen mua sắm đi chẳng hạn, mà bây giờ cả mấy tháng trời không được mua sắm, thì Thảo nghĩ đó cũng là một loại trầm cảm trong những cái cung bậc cảm xúc của mình. Hoặc là những ai mà thường xuyên vận động chẳng hạn, thì chúng ta thấy rằng là trong thời gian giãn cách thì chúng ta không được ra ngoài trời tập thể dục, những phòng gym thì chắc chắn là phải đóng cửa rồi, và thỉnh thoảng chỉ có gọi là vận động là trong nhà thôi, thì họ cũng sẽ cảm thấy rất là bức bối và có rất là nhiều những cái lý do dẫn tới việc là chúng ta bị lo âu và thậm chí là trầm cảm. Tuy nhiên thì nói đi nói lại, trong bất cứ hoàn cảnh nào thì điều mà chúng ta cần làm không phải là kêu ca, Vân Anh nghĩ như vậy, mà chúng ta sẽ cần phải tìm giải pháp. Vân Anh rất là thích một câu nói nhé, đó là người bi quan thì phàn nàn về cơn gió, người lạc quan chờ gió đổi chiều, nhưng người thực tế thì sẽ điều chỉnh lại cánh buồm. Và Vân Anh tin rằng trong bất cứ hoàn cảnh nào thì một trong những cái điểm của con người đáng quý đó là chúng ta luôn luôn biết cách thích nghi với hoàn cảnh. Ví dụ như là trong thời gian dịch Covid-19 thì đúng là rất là nhiều người tự dưng sẽ thấy mình có rất nhiều thời gian rảnh, đúng không ạ? Thì mọi người sẽ đặt câu hỏi, ôi thời gian rảnh đấy làm gì? Nếu chúng ta chỉ có những người đã đùa với nhau làm một cái tour trong ngày ấy, đó là từ phòng ngủ ra phòng khách rồi đến phòng bếp rồi ra ban công rồi lại làm một vòng, đúng không ạ? Lịch trình từ sáng đến tối là hết post Facebook rồi là đến nấu ăn rồi là đến rửa bát rồi xem TV, làm tất cả các loại. Đúng rồi, và rõ ràng là mọi người nói đùa với nhau như vậy nhưng mà đằng sau đó chính là một cái tâm lý chán nản và cảm thấy rằng là cuộc sống của mình đang khá là nhạt nhẽo. Nhưng mà Vân Anh nghĩ rằng là mỗi chúng ta nên có những cái suy nghĩ tích cực để từ đó không chỉ là có nguồn năng lượng cho bản thân mình mà cả những người thân trong gia đình nữa. Hay nghĩ rằng là đó là một cái thời gian chững lại và chúng ta chấp nhận điều đó bởi vì chúng ta không thể thay đổi được. Gia đình mình và chúng ta có thể chính xác là dành thời gian bên gia đình. Có rất là nhiều người trước đây nghĩ rằng là ôi một ngày giá như có 48 tiếng thì để mình có thể làm nhiều thứ hơn. Nhưng đến lúc rảnh thì người ta lại không làm những cái điều mà mình đã từng ao ước là có thời gian. Hay là có những người thấy rằng là lâu lắm rồi không có thời gian ngồi ăn bữa cơm với gia đình. Đến lúc mà chúng ta có thời gian ngồi ăn 3 đến 4 bữa với gia đình thì tại sao chúng ta lại không quý trọng những khoảng thời gian đó? Và bên cạnh đó thì Vân Anh nghĩ rằng đó chính là khoảng thời gian chúng ta tích lũy. Ví dụ có những người sẽ lựa chọn thời gian đó để chúng ta học. Ví dụ như là chúng ta không thể học trực tiếp thì chúng ta có rất nhiều khóa học online, chúng ta có thể đọc sách, rất là nhiều những đầu sách mà hàng năm trời chúng ta tích, có thể là đọc được vài trang rồi bỏ đấy, thì bây giờ chúng ta có thời gian để có thể đọc sách. Hay là có những người sẽ chọn cách là trang trí dọn dẹp lại nhà cửa để không gian sống của chúng ta trở nên mới lạ và nhà cửa của mình trở nên gọn gàng hơn, và chúng ta cũng có cảm hứng hơn cho một ngày mới hay là cho cuộc sống hàng ngày của mình. Có vô số khách khác nhau. Thế còn Vân Anh thì đang thắc mắc là Thảo trong cái khoảng thời gian mà cách ly á thì làm gì trong 21 ngày đó? Thật ra trong 21 ngày đó thì rất là may, trước đó Thảo đã đặt một cái bức tranh số hóa
thì Thảo đặt về nhưng mà Thảo chỉ tô được một phần đó thôi, rồi lại mình bị cuốn vào trong cái guồng quay công việc, mình cứ để mãi như thế thì đến lúc đó mình nhớ ra và mình bắt đầu lôi ra mình tô, thì Thảo mới phát hiện ra là đó là một cái loại hình mà nó đòi hỏi cái sự tập trung của mình rất là lớn, và thậm chí là nó kích thích về cái thị giác của mình rất là nhiều. Mình sẽ phân biệt rất là nhiều những cái loại màu khác nhau, và thậm chí là lỡ mà mình tô sai mình cũng có thể tự biến tấu luôn chẳng hạn. Thì Thảo đã tô được 2 bức tranh số hóa từ lúc phải nói là 2 tháng dịch của Hà Nội, thì Thảo đã tô được 2 bức, là hoàn thành được 2 bức tranh, và khi mà mình treo lên trên phòng của mình tự nhiên mình thấy không gian phòng của mình nó rất là nghệ thuật. Sau đó thì Thảo cũng thử một số những cái món ăn, ví dụ như là tuy Thảo là người Đà Nẵng nhưng mà chưa chắc là Thảo sẽ nấu được nhiều món của Đà Nẵng chẳng hạn, nhưng mà vừa rồi sau khi trong dịch thì Thảo cũng đặt chả cá, xong thì là cũng thử là nấu cái món bún chả cá Đà Nẵng, thử tự dưng nấu xong mình tuy ăn một mình hơi cô đơn nhưng mà mình tự tấm tắc với bản thân của mình là ô, hóa ra là lâu nay mình nữ công gia chánh như thế. Chẳng qua là mình không khai phá hết về bản thân của mình thôi, còn đây là thời điểm mà Thảo nghĩ là mình quay trở lại để mình hiểu là con người bên trong của mình muốn cái gì và mình thuộc tuyết người như thế nào. Thì Thảo cũng thấy là thoải mái hơn rất nhiều. Như là chị Vân Anh có nói đấy, Thảo có những cuốn sách mà mua vì kiểu xu hướng ấy. Ví dụ như là Thảo đi với chị Vân Anh, thấy chị Vân Anh mua cho mình, nghĩ trong lòng mình là ủa không lẽ chị mua mà mình không mua. Cái mua về nhưng mà chắc là cũng chỉ đọc được 1-2 trang xong lại cái vứt đó. Nhưng mà vừa rồi thì Thảo cũng đã cài được một cuốn thành công, và tự nhiên mình thấy rằng là hóa ra là mình có nhiều thời gian rỗi như thế, trong khi Thảo vẫn có thể duy trì cái việc đi làm thường xuyên như vậy. Rõ ràng là chúng ta có rất nhiều việc để làm chứ không phải là không có gì để làm. Có điều quan trọng chính là chúng ta hãy ngồi suy nghĩ, hiểu về bản thân mình, biết được những mong muốn của mình, hãy hỏi lại chính mình xem là trước đây mình đã từng muốn có thời gian làm gì mà chưa có thể làm được thì bây giờ chúng ta hãy làm, hoặc là chúng ta hãy chuẩn bị cho tương lai thay vì việc là chúng ta ngồi một chỗ và lo lắng không biết là khi đại dịch đi qua thì làm thế nào để có thêm thu nhập, làm thế nào để mình có thể phát triển bản thân, làm thế nào để cuộc sống của mình tốt hơn, thì chúng ta hãy lên cho mình một kế hoạch và dần dần thực hiện từng bước một. Và khi đó không chỉ việc là chúng ta sẽ cảm thấy mọi thứ rõ ràng và mạch lạc hơn, mà chính tinh thần của chúng ta cũng sẽ được lên dây cót một cách tốt hơn. Và các chuyên gia thì cũng có rất là nhiều lời khuyên dành cho mọi người để làm sao mà chúng ta vượt qua những cái rào cản tâm lý, những vấn đề lo âu hay là trầm cảm. Ví dụ như là hãy duy trì thói quen cuộc sống hàng ngày nhiều nhất có thể, thức dậy và đi ngủ đúng giờ, bởi vì giấc ngủ luôn luôn rất là quan trọng cho cuộc sống của chúng ta. Giữ vệ sinh cá nhân, ăn uống lành mạnh đúng giờ, tập thể dục thường xuyên, phân định thời gian cho công việc và nghỉ ngơi, dành thời gian cho những điều bản thân hứng thú. Và bên cạnh đó, nếu như bị hạn chế di chuyển hoặc cách ly xã hội thì hãy duy trì liên lạc thường xuyên với người thân bằng điện thoại hay là mạng xã hội. Hạn chế sử dụng rượu bia và chất gây nghiện, hoặc tốt nhất là không uống. Và bên cạnh đó thì cần giới hạn thời lượng cố định mỗi ngày và đảm bảo thời gian nghỉ giải lao trong khi sử dụng các thiết bị với màn hình. Vâng, thưa quý vị, đó là những tip mà chúng tôi có thể chia sẻ cho quý vị. Và bây giờ khi mà đại dịch cũng đang có xu hướng được kiểm soát, chúng ta quay trở lại với trạng thái bình thường mới, chúng tôi cũng hy vọng là những thói quen tốt của quý vị vẫn có thể được duy trì để chúng ta có thể là tốt hơn mỗi ngày quý vị nhé.